chào các bạn hai món trưa nay của mình á, là bị đau nấu canh và cải xào đây là bị đau mua đông của nhà mình mình các à, mua xuống tới mua đông mới ăn thì à, nấu canh đây và đây là đi nước để mình à, chuẩn bị nấu canh mình đổ vô là nấu xong thôi và đây là cải xào cải lâm dưa các bạn nhưng mà mình lâm dưa đâu các bạn nào thích cái cải này thích ăn nhiều rau thì trong cải này vì là cái cây nó lớn sao à, cũng ngon lắm các bạn mình thì không nấu canh chưa nấu canh nhưng mình sao thì rất là ngon và nhiều rau thì mình mới ra hại vô rồi các bạn còn đây là để mình chuẩn bị xào thì và mình có chuẩn bị thêm mè, muối để khi bỏ cải vô thì mình rắc chục muối trên mình ngon được và ngò gai ngò rỉ với là à, mấy cây rau răm để mình bỏ cho canh bì đau hay đây là đồ để mình đồ dùng để mình nấu thì trưa nay là hai món của mình là bị đau mua đông nấu canh nhà về cải xào Thôi trừ mình bật lửa lên nấu thôi đây hai món mình đã nấu chín rồi đây các bạn đây là tô canh bị đào à, thì mình có bỏ thêm cà rốt vô cho nó có màu cho, cho sức khỏe mà bị đau nữa là à, của năm ngoại rồi các bạn thì bầu mướp ăn trước thì à, bị đau rồi từ từ à, mình ăn sao à, và đây là giữa cải à, mình sao này, ra ra ngoài vườn cắt cái vô là có sao liền các bạn ạ à, à, nếu có nhà có vườn thì các bạn cũng trông đi vì ở đây tụ nhà ai cũng có tôm, có thịt hết á. thì vô là ra hại cái vô sao liền một tuần ăn cũng được vài ba bữa để cho có sức khỏe nha à, theo mình thì vậy đó mình à, cũng giờ trong cái vườn này nhiều lắm á à, mà sức khỏe mình mới được như ngày hôm nay à, mình trông các bạn biết sao không mình mình bỏ phấn cũng là người ta bỏ hai ba lần mình mới bỏ lần Mình thấy cây không lợn mình mới bỏ Cần thiệt lắm mình mới bỏ Còn thuộc sâu là tuyệt đối không có Thành chi mình nghĩ rất là tốt cho sức khỏe Các bạn có nhà, có vườn cũng nên trong Để có những bữa ăn ngon mà đơn giản sức khỏe giống như mình đi nha Thôi mình chào các bạn nha bye